Cô thân ái chào những bạn nữ 1983 Quý Hợi. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 6 tháng đầu năm năm Nhâm Dần nha các bạn. Thì các bạn có mệnh là Đại Hải Thủy, vận niên của mình là Lâm Hạ Chi Trư. Thì các bạn là một cái con heo rừng, cho nên so với những cái người tuổi Hợi khác thì bạn có cái phần khó khăn ở cái bước ban đầu. Tại vì mình ở trong rừng, mình phải tự sinh, tự lập, mình phải làm tất cả mọi việc. Nghĩa là cái bước ban đầu của mình nó rất là khốn khổ. Nhưng mà với cái sự nhẫn nại, với cái sự chuyên cần của mình, thì mình cũng đã tìm cho mình một cái con đường làm ăn. Và cái con đường làm ăn của mình nó thuận chiều xuôi mái, là các bạn sẽ làm ăn ngày một tiến bộ. Vì thủy thì nó có đường làm ăn rồi, là mình lại được cái sự tương trợ giúp đỡ của những cái người chung quanh nữa. Cho nên thật là đáng nể cho những cái người tuổi này. Thì các bạn có tuổi Hợi này là có cái khả năng về kinh doanh giỏi. Tại vì các bạn nói năng hoạt bát nè, dễ lấy lòng người. Cho nên nếu bạn nào chuyên về kinh doanh thì rất là hợp. Thì trong cái năm Nhâm Dần mình như thế nào nha các bạn? Thì trong cái năm Nhâm Dần, Nhâm thuộc Thủy mà mình là Quý. Thủy Quý cho nó được cái sự bình hòa. Và Nhâm Thủy mà Quý cũng Thủy cho nên nó có cái phần tương trợ. Nghĩa là trong cái năm này các bạn làm việc thì tài chánh thì nó không lợi lộc nhiều, nhưng mà các bạn lại có cái sự giúp đỡ của cái người khác giúp đỡ cho mình. Và Dần với Hợi là cái nhị hợp. Cho nên các bạn được thuận lợi trong cái tháng, trong cái năm này về cái sức khỏe của các bạn. Và mệnh của năm là Kim mà mình là Thủy, cho nên nó có phần tương sinh. Nghĩa là trong cái năm này á, thì cái con đường làm ăn của các bạn nó có cái phần tiến triển. Về gia đình của các bạn á, thì là một năm được nhiều cái sự mà bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Thì năm nay á, các bạn không gặp tam tai, mà các bạn cũng không phạm kim lâu hay quan ốc, nhưng mà các bạn bị phạm thái tuế, phá thái tuế. Và các bạn gặp sao thái âm. Sao thái âm là một cái sao tốt về tài lộc cho các bạn. Và nó sẽ tốt nhất vào cái tháng 9 và kỵ vào cái tháng 11. Như vậy là trong cái sao thái âm nó có đem điều tốt đến cho mình và nó cũng có đem điều xấu đến cho mình. Rồi các bạn gặp hạn là hạn thanh keo. Tam keo là một cái hạn nhẹ thôi, nó chỉ xây sát tay chân, cho nên mình phải chú ý về cái vấn đề tay chân của mình, tránh tụ tập những cái nơi mà đông người, nó dễ cái xảy ra những cái chuyện mà gây thương tích cho mình, thì nó có ảnh hưởng về sức khỏe cho mình. Và các bạn cũng nên chú ý những cái vấn đề thị phi có thể đem đến cho mình nha các bạn. Vận niên của các bạn là một vận niên xấu, đó là cẩu cuồng phong. Thì cẩu cuồng phong nghĩa là con chó trúng phong, thì nó nghĩa là một cái tai nạn, những cái chuyện buồn rầu có thể đến bất thình lình cho mình lúc nào mình không biết. Từ vậy cho nên chúng ta thấy là chúng ta trong cái vấn đề mà tài chánh của mình á, thì năm nay mình làm về chừng thôi, đừng bung bổi nhiều quá, tại vì nó bị cái hạn này nè các bạn, bị cái vận niên của mình không được tốt. Thì xét qua như vậy là cả năm của các bạn thì tốt có, xấu có. Rồi ta nói tiếp. Cái tháng đầu tiên là cái tháng Nhâm Dần. Thì cái tháng Nhâm Dần thì giống như cô đã phân tích rồi ở cái phần hồi nãy. Thì nó là cái phần tháng 1 của các bạn giống như là cái phần đầu năm. Thì cô bỏ qua. Bây giờ cô qua cái phần tháng 2 là cái tháng Quý Mão. Thì Quý thuộc Thủy mà mình
Quý Mão thuộc thủy mà mình cũng quý như vậy cho nó có phần bình hòa. Nhưng mà bình hòa có nghĩa là mình nó thủy thủy nó phần tương tương trợ. Cho nên trong cái tháng này thì giống như cái thằng tháng trước đó, ta cũng có phần giúp đỡ của cái người bên ngoài giúp đỡ cho mình. Thì Mão, tháng Mão mà mình hợi cho nên nó được vấn đề là tam hợp. Và tháng là tháng kim mà mình là thủy cho nên nó tốt. Mình gặp được những cái điều tốt đẹp. Rồi chúng ta tiếp sang cái phần bản mệnh của mình trong cái tháng này. Thì bản mệnh của mình trong cái tháng này nó có những cái vấn đề mà bên ngoài tác động vào, làm cho mình bị hao tốn tiền bạc nè. Rồi mình phải cẩn thận coi chừng những cái sức mẻ tay chân, những cái thương tật mà bên ngoài người ta có thể tác động làm ảnh hưởng đến cho mình. Thành ra mình phải chú ý ở trong cái phần tháng tháng Quý Mão nha bác bạn. Sang tháng Quý Mão tiếp sang là đến tháng Giáp Thìn. Thì Giáp thuộc mộc mà mình quý cho nên nó có phần sinh xuất. Nghĩa là trong cái tháng này đó, cái nó không có được thuận lợi lắm cho các bạn, nhưng mà cũng không quá khó khăn. Tại vì mộc thì cũng chẳng làm gì đến thủy được hết đó các bạn. Cho nên có cái xung xuất, nhưng cái sự xung xuất này, sinh xuất này nó cũng nhẹ nhàng chứ không có gì hết. Thìn với hợi thì nó cũng bình hòa. Cho nên cái công việc làm ăn của các bạn vẫn như cũ mà tiến hành, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái mệnh của các bạn trong cái tháng đó, nó có khó khăn nha. Các bạn gặp tháng quả mà mình thủy cho nên nó có cái điều xấu. Thì cái điều xấu này có thể làm cho ta đau buồn, có những cái chuyện buồn rầu xảy ra trong trong cái tháng. Sang cái tháng Ất Tỵ. Tháng Ất Tỵ thì Ất thuộc mộc mà Quý thuộc thủy, nhưng nó giống như là cái phần ở cái tháng Giáp Thìn. Cho nên nghĩa là tiền bạc mình nó không được thuận lợi, nhưng có khó khăn nhưng mà nó không nhiều, người ta muốn không có tổn hại gì cho mình nhiều. Và Tỵ, cái tháng Tỵ mà mình hợi là cái tháng tứ hành xung, cho nên các bạn chú ý vấn đề này là mình có thể những cái chuyện xấu sẽ đến cho mình, cái công ăn việc làm mình có cái những cái biến chuyển mà bị người ta phá rối gì đó, thì các bạn chú ý. Và cái tháng quả mà mình thủy thì y như phần cô phân tích hồi nãy, ở trong cái tháng Giáp Thìn là mình sẽ có những cái chuyện buồn đưa đến. Nhưng mà trong cái phần gia đình của mình á thì lại có cái đời tốt đẹp, làm gia đình mình á, vợ chồng lại thuận hòa, gia đình lại vui vẻ. Sang cái tháng Bính Ngọ thì tháng bính thuộc quả mà mình quý thủy cho nên nó có phần khắc. Nhưng mà cái phần khắc này nó không ảnh hưởng nhiều gì đến mình, tại vì quả thì không làm gì được thủy cả, cho nên nó có phần khắc nhưng mà cũng không đáng kể. Tháng Ngọ mà mình hợi cho nên nó bình hòa, cho nên cái công việc của mình nó bình ổn lại, không có gì là phải lo lắng cả. Và cái tháng là tháng thủy mà mình là thủy, cho nên cái tháng này là mình có cái đường làm ăn nè. Mình có đường làm ăn, có cái chuyển biến để có những cái phương án để mà mình giúp đỡ, để cho mình có cái bước tiến lên trên cái con đường làm ăn. Và cái tháng này thì các bạn cũng chú ý nè. Tuy là mình bản mệnh của mình nó tốt, nhưng mà trong cái gia đình mình nó coi chừng có những cái tai nạn, có những cái chuyện xui rủi làm cho mình phải hao tài tốn bạc đó, thì mình phải chú ý. Và phần cuối cùng của 6 tháng đầu năm á là cái tháng Đinh Mùi. Đinh cũng thuộc quả mà mình thủy cho nên giống như cô phân tích hồi nãy, cô khỏi nói nữa. Bây giờ cái tháng Mùi mà mình hợi cho nên nó tam hợp, như vậy là cái công ăn việc làm của mình nó thuận lợi. Và cái bản mệnh của mình cũng vậy,
Nghĩa là trong cái tháng này các bạn có cái đường làm ăn, cái công việc làm ăn của các bạn nó có cái hướng thuận, là có cái chiều hướng đi lên. Nhưng mà trong cái phần gia đạo của mình nó lại bị những cái tiểu nhân nó phá hoại, nó làm cho mình gieo những cái tiếng thị phi nè, những cái lời đàm tiếu nè, người ta buông bỏ, những ta chửi mắng mình, tránh những cái chuyện xấu có thể xảy đến cho mình. Tại vì cái tháng này tháng không tốt, có những cái điều tiểu nhân nó ám hại mình, cho nên mình phải chú ý nhiều nha các bạn. Thì qua như vậy là cô thấy là cái bạn Quý Hợi trong cái năm 6 tháng đầu năm này thì sơn có, xui có tiền rồi lại không tiền. Và cái công việc làm ăn của mình á, lúc thì nó cũng thuận lợi, lúc thì nó lúc là nó gặp khó khăn. Gia đình nó thì cái tháng là được đắm em, mà có tháng có những cái chuyện sức mẻ ở trong gia đạo của mình, có những cái sự quấy phá của bên ngoài, thì cô mong rằng các bạn biết trước để mà chúng ta dè chừng, chúng ta giữ gìn thì đừng có nóng nảy, chúng ta biết để chúng ta tránh được những cái tai nạn của xảy ra đến cho ta. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.